hai, chào tất cả các bạn ha, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh mình ha. Thì hôm qua mình quay cái video thì có nhiều anh gọi lại kêu mình quay chi tiết hai cái con máy cuốn thẩm này ha. Thì nay mình quay chi tiết cho anh em xem. Thì đế bọng đồ đầy đủ hết rồi ha. Nói chung là gắn vô nè, hôm qua mình chỉ trên bàn, nay mình gắn vô nó rất là đầy đủ luôn. Con này thì thẩm được 2,5 tấc đây anh em. Đây, model của nó đây, anh em có thể thấy nè. Ha. Con này thì tiếng Nhật không anh em ơi. Đó, con này thì điện 200V nè. Ba pha 200V nha. Đó. Con này ba dao nha anh em. Hai con. Đây. Con này thẩm được 2,5 tấc, ba dao nha anh em. Anh em quay kỹ cho anh em xem nè. Quay người mình một tay mình cầm máy quay, tay mình xây nguy hiểm quá. Nè, anh em thấy đây là hai dao nè, dưới đây còn nữa ba con ha. Đó. Ba dao ha anh em. Đây. Cái hiệu là Shimohira ha. Đó. SHM nè, 250 nè. Đó. Cái bàn của nó thì dài. Anh Tài kiếm giùm em cái thước à. Cái bàn nó thẩm thì anh em hỏi còn phải sợ, nhiều anh hỏi sợ cong quên ha. Cái bàn này bằng gan đúc nên chắc chắn là không bao giờ bị cong. Một là bị gãy hay không thì thôi chứ không bao giờ cong ha. Tại bằng gan mà gan là không bao giờ cong được ha. Gãy không gãy thôi chứ không bao giờ cong. Đó. Thì cái cử nó rất là chắc chắn đây. Đây mình có thể tăng đưa ra vào. Đó. Thì cái máy này thì rất là đẹp luôn anh em. Anh em thấy nè. Đây dính bụi nè, chùi nhẹ. Đây, cái bàn thẩm này mình đo cho anh em xem nè. 1m60. 1m60 ha. Đó. Bàn thẩm dài nhất, cỡ bề ngang cái bàn. Là 2,5. Đó. Đây là 2,7 luôn nè. Thì trừ cái cử đồ ra thì mình thẩm được 2,5 ha anh em. Đó. Cái này ba dao nha anh em. Đây làm bên đây có cái thùng hút bụi vô đây, nếu anh em có máy hút thùng vô đây ha. Điện thì 3 pha 200V. Anh em gắn ấy vô thôi ha. Bốn sợ nè. Đó, về thì nếu đấu 1 pha thì nó hơi yếu hơn lại xíu. Đấu 220 thì hơi yếu hơn xíu ha. Đó, hoặc là anh em chạy biến tần gì đó. Ha. Con này thì rất là đẹp. Đó là một con ha. Thì anh em nào thích thì cứ liên hệ mình ha. Hôm qua anh em nào kêu mình quay lại kỹ thì mình coi cái video này thì sẽ kỹ ha. Đó. Với chi tiết từng miếng luôn. Con này thì nó đầy đủ luôn, nó có nói chung là không bị thiếu hay sức mẻ miếng gì luôn ha nè. Từ cái ốp, cái cover, cái dây cura bên trong nè, motor ha, lên cái rò ấy ha. Thì con này thì cũng rất là nặng. Rất là nặng nè. Một tay mình dỡ một đầu không lên. Rồi, đó là con thứ nhất ha. Tiếp theo con thứ hai nằm trong đây nè. Mình quay cho anh em xem luôn. Đó. Con thứ hai nè. Con thứ hai, con này thì của Tokai ha anh em. Tokai. Đây. Đó. Working machine. Gia băng đây ha. Thì con này thẩm tới 30 ha. Thẩm 30. Đây. Thì mình đo cái bàn nó dài cho anh em xem. Đây. Thì nó dài 1m8 nha, 1m79. Đó, 1m79, 1m8 nha anh em. Đó, cái bàn thẩm nó dài ha. Thì cái này thì cái bàn nó rộng được 30 nha anh em. Đây. Ha. Đó, 30. Ha. Cử nó rất là chắc chắn. Cử này nãy hai người khinh mà khinh gây gáp vô mà hai người khinh không nổi, muốn không nổi luôn anh em. Thì con này rất là nặng. Ba dao luôn nha anh em. Ba dao. Thì con này đầy đủ á. Cái con này đầy đủ ha. Đó. Ba dao nè, anh em thấy nè. Anh thấy không? Dao còn rất là ok luôn ha. Mình một tay mình quay này nó mấy ha. Đó. Thì mấy con này là anh em về chỉ việc xài thôi. Rất là ok. Ha. Thì điện 3 pha 200V. Con này thì 1.5 kW nha anh em. Con này 1.5 kW. Đây, quay bên trong cho anh em xem đây. Rất là ok, đầy đủ luôn. Cái motor nó chà bá nằm trong kìa anh em. Đó. Anh em thấy không? Bên trong chắc không thấy đâu, 1.5 kW nha. Con này thì rất là đầy đủ luôn. Đó. Anh em nào coi, anh em nào cần thì cứ liên hệ mình ha. Thì bữa anh em nào coi quay kêu quay kỹ chi tiết, quay nay cái video này mình quay chi tiết cho anh em. Thì cái bàn này anh em khỏi phải chê luôn ha. Bàn này rất là
Cái này là để ngoài mưa ngoài gió thì nó rỉ lên vậy thôi ha, còn anh em về chùi nhẹ là chùi dầu bóng lên là sạch liền ha, không vấn đề gì hết. Thì đây nguyên con nó đây nè, rất là đầy đủ ha. Đó, thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ ha. Thì bữa nó về thì nó chạy xíu chỗ này thôi, nó không ảnh hưởng gì hết ha. Cái này cái nắp miếng cover thôi đây ha, miếng cover thôi, vì chạy xíu dưới đây gò đóng vô cái là xong ha, còn lại bằng cái bàn thì rất là ok ha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem video nha, anh em xem nhớ like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ bên mình, và anh em nào cần thì cứ liên hệ mình, số điện thoại sẽ để link bên dưới 0908875468 nha nè. Rồi cảm ơn anh em đã xem video, chào tạm biệt anh em.